Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 11 tháng 12 có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Các hộ dân ở Khoái Châu chủ động nguồn hàng nông sản phục vụ Tết Nguyên đán. Trường Trung học phổ thông Hưng Yên điểm sáng nâng cao chất lượng dạy và học. Không khí vui mừng của khán giả sau khi đội bóng Việt Nam thắng ở trận chung kết SEA Games tại thành phố Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, kỳ họp thứ 10 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2020 và quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh công bố quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2020. Theo đó, tỉnh phấn đấu năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn dự toán Trung ương giao đạt trên 14.300 tỷ đồng. Tỉnh phấn đấu thu đạt trên 14.800 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 10.500 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 4.300 tỷ đồng, tổng chi ngân sách là trên 10.500 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 5,3 tỷ đô la Mỹ. Đại diện một số sở ngành phát biểu tham luận để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 như hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2020. Tăng cường công tác quản lý thu chi ngân sách năm 2020, nhiệm vụ giải pháp hoàn thành và vượt kế hoạch thu ngân sách năm 2020. Để mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, giá trị kinh tế cao, chủ động phòng chống dịch bệnh, củng cố, duy trì và xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Để mạnh hoạt động hỗ trợ kết nối và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Do đó, các sở ngành địa phương cần tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thu ngân sách nhà nước, bảo đảm kế hoạch đề ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý các sở ngành địa phương cần chú trọng thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, tiếp tục phát huy nội tại, khai thác thế mạnh của tỉnh để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Từ đó, tăng số lượng doanh nghiệp thành lập mới, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tinh giản, sắp xếp bộ máy hoạt động của các cơ quan một cách hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu. Tới đây là chúng ta phải xóa xong được 1.800 nhà nghèo chính sách. Chính quyền bây giờ phải tổng kết vừa qua và xây dựng cái chiến lược kinh tế xã hội của tỉnh mình 2020-2030. Như tôi nói ban đầu, mà trọng tâm vẫn là ba khâu đột phá chiến lược. Đó là đào tạo nguồn nhân lực để cải cách hành chính. Thứ hai là xây dựng đầu tư hạ tầng. Và hạ tầng thì bây giờ phải mới. Quan tâm đến vấn đề giao thông rồi, nhưng mọi người nói mười mấy công trình trọng ngang rồi. Nhưng mà còn nữa là vấn đề quan tâm hạ tầng giáo dục để làm sao không để coi không có phòng trong thời gian sớm nhất. Cùng với phát triển kinh tế, cần chú trọng tới lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, chú trọng công tác vệ sinh môi trường, quan tâm tới vấn đề hạ tầng giao thông, đô thị, giáo dục. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao huân chương độc lập hạng 3 tặng Sở Công Thương vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, huyện Yên Mỹ đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của huyện. Trong đó đang tập trung thi công các công trình cầu Chùa Tổng, cầu Đống La, cầu Treo, cống Yên Thổ. Đây đều là những công trình mở nút thắt giao thông và kết nối các tuyến đường quan trọng, khu làng nghề chế biến lương thực, khu dân cư thị trấn Yên Mỹ. Các dự án khu làng nghề chế biến thực phẩm, khu dân cư mới thị trấn Yên Mỹ đang được triển khai giai đoạn 2. Một số dự án như công trình đường huyện 42, dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đường dọc sông, kè chống sạt lở và nạo vét sông cầu Treo,
dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản huyện Yên Mỹ giai đoạn 2 đường số 4, dự án đường quy hoạch số 1 kéo dài và đường quy hoạch số 7, dự án đường huyện 34 kéo dài cũng đang được huyện Yên Mỹ đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ. Qua 11 tháng của năm 2019, công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long trên địa bàn phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào đạt tổng doanh thu gần 600 tỷ đồng. Thời điểm từ nay đến cuối năm, công ty đang nỗ lực sản xuất nhằm hoàn thành kế hoạch cả năm và đàm phán ký kết các đơn hàng sản xuất của năm 2020. Công ty có quy mô gần 2.700 công nhân, bình quân mỗi tháng xuất khẩu trên 1 triệu sản phẩm may mặc đi thị trường Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Sản phẩm chủ lực là hàng jacket và đồ bơi. Đến thời điểm này, công ty đạt tổng doanh thu gần 600 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 20 tỷ đồng, phấn đấu doanh thu cả năm đạt khoảng 650 tỷ đồng. Trong nhiều năm liền, May Hưng Long là doanh nghiệp có mức lương thưởng Tết cho người lao động dẫn đầu khối các doanh nghiệp may mặc trong tỉnh. Ước tổng thu nhập cho người lao động trong năm 2019 đạt 11 triệu đồng một người trên tháng. Năm 2019, công ty đã đầu tư xây dựng nhà xưởng tập trung với hệ thống điều hòa trung tâm cùng dây chuyền máy móc hiện đại để đáp ứng yêu cầu của các đơn hàng khó, đòi hỏi khắt khe về kỹ thuật gia công. Đến nay, xã Hải Triều là địa phương có tiến độ nạo vét đông xuân nhanh nhất huyện Tiên Lữ. Để có kết quả này là do sự đồng thuận của người dân cùng đóng góp kinh phí để làm thủy lợi nội đồng. Những năm trước, người dân xã Hải Triều nạo vét đông xuân hệ thống kênh mương dẫn nước nội đồng một cách tự phát. Nhiều hộ không thực hiện, còn có tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước. Vì vậy, hiệu quả dẫn nước vào mặt ruộng không cao, khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Năm nay, ngay từ khi tỉnh có kế hoạch nạo vét đông xuân, xã đã tổ chức họp đảng ủy, phân công nhiệm vụ cho từng chi bộ thôn. Các thôn đã vận động người dân đóng góp 30.000 đồng một sào, được hơn 200 triệu đồng, để thuê máy múc nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy. Được sự hưởng ứng của đông đảo người dân, xã đã cơ bản hoàn thành việc nạo vét hơn 17 km thủy lợi nội đồng, đảm bảo phục vụ tốt cho hơn 270 ha đất nông nghiệp. Để chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, hiện nay bà con nông dân tại huyện Khoái Châu đang dồn sức sản xuất các sản phẩm hàng hóa phục vụ thị trường, đặc biệt tập trung vào sản xuất các mặt hàng nông sản sạch. Trang trại chăn nuôi gà của gia đình anh Lê Quang Thắng, xã Đông Tảo là mô hình chăn nuôi điển hình tại địa phương. Mỗi năm xuất bán bình quân trên 40 tấn thịt gà thương phẩm và 500 con gà Đông Tảo làm quà Tết. Thời điểm này, gia đình anh đang tập trung chuẩn bị nguồn hàng để phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp Tết. Trong cái dịp Tết này thì gia đình chúng tôi cũng đã đang rất là tập trung cao để chăm sóc giữ gìn cái đàn gà. Thì riêng cái dự kiến là theo những cái đơn đặt hàng thì dự kiến trong tháng Tết này sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 15 đến 17 tấn gà thương phẩm và khoảng là 3 đến 400 con gà quả biếu. Với số lượng như vậy thì cũng chỉ đáp ứng được khoảng 75 đến 80% cái nhu cầu của khách hàng. Với diện tích gần 4 mẫu bưởi đang cho thu hoạch, dự kiến vụ này trang trại trồng bưởi của gia đình ông Đào Đức Thi sẽ cho thu gần 60.000 quả. Ông Thi cho biết, những năm gần đây, nhu cầu về bưởi không ngừng tăng cao do được đánh giá là nông sản sạch nên người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên, hiện tại mới bán khoảng 5.000 quả, số bưởi còn lại sẽ được gia đình tiếp tục chăm sóc để phục vụ nhu cầu của khách hàng dịp sắp Tết Nguyên đán. Tết năm ngoái, 60.000 quả bưởi của gia đình ông đã được tiêu thụ hết. Năm nay, nếu không đặt hàng trước, khách hàng sẽ không có bưởi để mua. Là vùng trồng chuối lớn của huyện Khoái Châu, thời điểm này nông dân xã Đại Tập cũng đang tập trung chuẩn bị nguồn hàng dồi dào cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán. Với diện tích 500 mẫu chuối, ước tính trong dịp Tết Nguyên đán, địa phương sẽ cung cấp trên 100 tấn chuối các loại cho thị trường. Hiện bà con nông dân đang tích cực chăm sóc, cung cấp độ ẩm, che buồng, buộc dây, phun thuốc chống sương, giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt. Để phục vụ ra thị trường Tết Nguyên đán những sản phẩm nông nghiệp tốt nhất thì hiện nay người dân đang tập trung tích cực chăm sóc các cái diện tích chuối và đặc biệt là tập trung sản xuất theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm để đưa ra thị trường những sản phẩm được tốt nhất và chất lượng nhất. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nhu cầu thị trường về nguồn hàng nông sản sẽ tăng cao. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của bà con nông dân tập trung chuẩn bị nguồn hàng đáp ứng nhu cầu thị trường Tết, thì các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành nghiêm túc các quy định trong sản xuất nông sản, thực phẩm sạch an toàn.
Chương trình xin chuyển sang những thông tin khác. Sáng nay, huyện Văn Lâm tổ chức hội nghị xin ý kiến vào chủ đề đại hội và đề cương báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25. Đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm chủ trì hội nghị. Sau khi được thông tin những kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020, các đại biểu đóng góp ý kiến vào chủ đề của đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25. Tập trung vào kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Cần so sánh kết quả đạt được và rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời nêu bật được những tiềm năng, lợi thế của địa phương và những thuận lợi khó khăn, từ đó có những giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra, cần thực hiện công tác cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm nghiên cứu để bổ sung vào báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Thành phố Hưng Yên vừa tổ chức gặp mặt 134 đồng chí là cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019 và 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2019. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Tạ Hồng Quảng chúc mừng các đồng chí quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12. Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn các đồng chí giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, đóng góp công sức và trí tuệ, xây dựng thành phố nói chung và lực lượng vũ trang thành phố nói riêng vững mạnh toàn diện. Để chuẩn bị cho công tác tuyển quân vào đầu năm 2020 đạt kết quả tốt, sau khi tổ chức nắm nguồn triển khai đăng ký quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và thực hiện công tác xét duyệt tiêu chuẩn, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Mỹ Hào tổ chức khám sức khỏe cho 665 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Theo đó, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã thực hiện việc khám tuyển từ ngày 2 tháng 12 đến ngày 6 tháng 12 tại 5 xã phường là Hòa Phong, Xuân Dục, Dương Quang, Phùng Chí Kiên, Nhân Hòa. Nội dung thực hiện khám sàng lọc và tiền lực, đo chiều cao, cân nặng huyết áp, xét nghiệm máu, khám tai mũi họng, răng hàm mặt, khám chuyên khoa nội ngoại, chuyên khoa mắt, da liễu với phương châm tuyển người nào chắc người đó. Việc khám tuyển được tổ chức nghiêm túc, khách quan. Qua khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã chốt danh sách 274 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe tiếp tục khám tuyển đợt cuối để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hưng Yên bàn giao nhà tình nghĩa tại thôn Đào Xá, xã Đào Dương, huyện Ân Thi. Nhà được bàn giao cho anh Nguyễn Văn Chiến là ông bố đơn thân, một mình chăm con, bản thân anh bị bệnh không có khả năng lao động. Với tinh thần tương thân tương ái, cán bộ nhân viên và lực lượng thanh niên của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hưng Yên đóng góp và hỗ trợ gia đình anh Chiến 65 triệu đồng giúp xây dựng ngôi nhà khang trang. Nhà được khởi công từ đầu tháng 10 năm 2019 đến nay đã xong và đưa vào sử dụng rộng gần 60 m². Đây là hoạt động có ý nghĩa lớn giúp hộ nghèo ổn định chỗ ở, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh vừa tổ chức hội nghị trao đổi rút kinh nghiệm sản xuất trang địa phương. Dự hội nghị có lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Chuyên mục trang địa phương được thực hiện nhằm giới thiệu những mô hình hay, gương người tốt việc tốt, đặc biệt là những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, từ đó tạo ra sự gắn kết, phối hợp thực hiện giữa đài tỉnh và đài các huyện, thị xã, thành phố. Hiện sản xuất thử nghiệm 7 chương trình phát sóng lúc 20 giờ 15 phút thứ 6 tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng, được đông đảo công chúng đón nhận. Các đại biểu đánh giá cao nội dung cũng như hình thức thể hiện chương trình đã phát sóng. Các ý kiến thảo luận nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng chương trình như kết cấu của trang địa phương, tuyên truyền cân đối giữa các mặt tích cực và hạn chế, tăng cường sự phối hợp giữa đài tỉnh và đài cơ sở, tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Nội dung phản ánh cần phong phú, đa dạng, nêu bật được đặc trưng của các địa phương, kết hợp sản xuất các ca khúc về huyện, xây dựng logo cho các địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, trường Trung học phổ thông Hưng Yên luôn chú trọng nâng cao công tác giảng dạy gắn với đào tạo kỹ năng cho học sinh. Qua đó giúp các em nắm chắc kiến thức trong chương trình và phát huy khơi dậy được những tiềm năng để trở thành những học sinh toàn diện khi bước vào ngưỡng cửa đại học. Một giờ học, môn vật lý của lớp 11A2 trường Trung học phổ thông Hưng Yên. Thay vì giáo viên là người truyền đạt kiến thức đơn thuần, các em được làm chủ tiết học của mình với phương pháp hoạt động nhóm để tìm hiểu, thuyết trình các kiến thức một cách chủ động, sáng tạo. Ở mỗi giờ học, việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các thiết bị dạy học thông minh, phần mềm hỗ trợ giảng dạy được 100% các thầy cô sử dụng thành thạo. Qua đó, nâng cao chất lượng giờ dạy, đồng thời giúp tiết học của mỗi môn có những điểm mới, thu hút học sinh nhiệt tình tham gia. Khi mà được tiếp cận với những phương pháp học tập và dạy học mới thì bọn em đã có thể chủ động tiếp thu kiến thức hơn, vận dụng những kiến thức đã học được vào trong thực tiễn cũng như là trên các phần mềm trên máy tính. Và từ đó là bọn em rút ra được những phương pháp học tập riêng để vận dụng vào những môn học khác nhau. Trong cái giai đoạn đổi mới giáo dục thì chúng tôi đã rất là tích cực trong cái việc mà tiếp thu những cái phương pháp dạy học mới và kết hợp với những phương pháp dạy học truyền thống, làm sao mà đơn giản hóa những cái bài học để cho học trò của mình hứng thú, tích cực học tập hơn. Ở trường Trung học phổ thông Hưng Yên, việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện với nhiều hoạt động thiết thực thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, sinh hoạt câu lạc bộ, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh được nhà trường đặc biệt quan tâm. Trường duy trì 5 câu lạc bộ học tập theo nguyện vọng và sở trường của học sinh. Thông qua đó, các em được trao dồi kỹ năng cần thiết và phát triển, tự hoàn thiện bản thân. Các hoạt động ngoại khóa một phần giúp chúng em phát triển những kỹ năng mềm và đồng thời cũng giúp chúng em áp dụng những kiến thức ngoài đời sống, giảm được stress sau những giờ học căng thẳng ạ. Nhà trường luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong mỗi năm học là đổi mới phương pháp dạy học thông qua các công tác bồi dưỡng, tập huấn cho các cán bộ giáo viên, các thầy cô luôn chủ động trao dồi kỹ năng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, dạy học theo định hướng và phương pháp mới. Lấy học sinh làm trung tâm, từ đó hình thành cho các em những phẩm chất và năng lực cần thiết cho cuộc sống. Trường Trung học phổ thông Hưng Yên thì luôn coi nhiệm vụ chuyên môn là nhiệm vụ hàng đầu. Trong những năm gần đây thì nhà trường đã có các cái hoạt động mà tổ chức để cho thầy và trò quen và thành thạo với tất cả những cái phương pháp kỹ thuật dạy học mà để giúp cho hoạt động học trở lên tốt hơn. Với sự đoàn kết và nỗ lực không ngừng của nhà trường, nhiều năm liền, truyền thống dạy tốt, học tốt được giữ vững, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 96%. Tỷ lệ đỗ đại học năm sau cao hơn năm trước. Nhà trường nhiều lần được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Có thể nói, bằng những giải pháp đồng bộ và hiệu quả trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, trong đó ưu tiên hàng đầu là đổi mới công cuộc dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, lấy học sinh làm trung tâm để phát huy năng lực và phẩm chất của học sinh. Trường Trung học Phổ thông Hưng Yên đã thu được những kết quả nổi bật, khẳng định vị thế của mình trong khối các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho quê hương và đất nước trong thời đại mới. Sau chiến thắng đầy thuyết phục 3-0 của đội tuyển U22 Việt Nam trước Indonesia tại vòng chung kết SEA Games 30, hàng vạn cổ động viên trên địa bàn tỉnh đã đổ ra đường ăn mừng, hòa chung với không khí náo nhiệt trên khắp cả nước. Phản ánh của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tại thành phố Hưng Yên. Ngay sau khi kết thúc trận đấu, người hâm mộ bóng đá ở thành phố Hưng Yên đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Những khẩu hiệu Việt Nam chiến thắng luôn được ca vang, hò reo khắp nơi và nối đuôi nhau diễu hành trong niềm vui khi đội tuyển U22 Việt Nam giành chức vô địch. Mình đến từ 2 giờ chiều, thấy rất là tuyệt vời mà rất là nhiều năm mong chờ rồi. Thì hôm nay đất nước chọn niềm vui, cả nam cả nữ vô địch, rất là tuyệt vời. Mình đến đây đã từ lúc khi mà Văn Hậu ấn định tỷ số 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Mình biết rằng Việt Nam đã vô địch sau bao nhiêu năm chờ đợi. Tuy nhiên, nhiều cổ động viên quá khích đổ ra đường ăn mừng lại không đội mũ bảo hiểm. Nhiều thanh niên còn lạng lách đánh võng đi quá tốc độ và hò hét trong khu dân cư gây mất an toàn giao thông. Đoán trước tình hình, Công an thành phố Hưng Yên
đã lên phương án sẵn sàng ứng phó không để xảy ra ùn tắc giao thông, tạo điều kiện cho người dân cổ vũ an toàn, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp quá khích, lợi dụng việc cổ động để gây mất trật tự, ảnh hưởng đến người và phương tiện tham gia giao thông. Với tình yêu dành cho bóng đá, hy vọng các cổ động viên, đặc biệt là thanh niên nên ăn mừng có chừng mực, qua đó thể hiện tinh thần cổ vũ bóng đá một cách văn minh, chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự công cộng cho chính mình và những người xung quanh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.